nhà sư khổ hạnh chùa Đại Bi và hành trình khiến nhiều người rơi nước mắt. Đây là bộ phim tài liệu khiến vô số cư dân mạng sau khi xem xong đều rất ngạc nhiên và cảm thấy tâm hồn mình dường như đã được thanh lọc, vì họ chứng kiến được những người tu hành thực sự thật khác với thời mạt pháp hiện tại. Bộ phim tài liệu này là những ghi chép về con đường giác ngộ của các nhà sư trong cuộc hành trình tu khổ hạnh. Một nhóm các nhà sư mặc áo choàng cũ bước đi chậm rãi trên đường. Họ là những nhà sư đang tu hành từ chùa Đại Bi ở Hải Thành, Liêu Ninh. Khác với những ngôi chùa khác, chùa Đại Bi có quy định đặc biệt là tất cả các nhà sư ở đây bị cấm chạm vào tiền tài trong suốt cuộc đời mình. Cho đến nay, chưa có tượng công đức nào lập trong chùa và dân làng đến lễ Phật cũng phải tuân theo quy định, không được hiến tặng bất kỳ tài sản nào. Hàng năm, sau ngày 15 tháng 8, một vị đại sư sẽ dẫn nhóm tu sĩ đi bộ ra ngoài để hành khất. Trong suốt 19 năm, họ đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định ở đây và dùng đôi chân của mình đi khắp các tỉnh thành như Liêu Ninh, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các tỉnh thành phố khác với quãng đường tổng cộng hơn 6.000 km. Các nhà sư quyết tâm hành khất để cắt đứt mọi ràng buộc tồn tại trên thế gian, cứu độ chúng sinh và tu tập bản thân. Một cuộc hành trình như thế này sẽ phải mất ít nhất nửa tháng để hoàn thành. Mỗi nhà sư bắt đầu hành trình mang theo hơn 50kg hành lý trong suốt đường đi. Dù là đường núi hay đường bộ, dù trời lạnh buốt hay mùa hè nóng nực, thì họ đều phải đi bộ. Đôi khi các nhà sư phải đi bộ 40km một ngày. Quan trọng nhất là không tá túc qua đêm tại bất kỳ ngôi chùa nào. Tất cả đều ngủ ngoài trời. Trong rừng sâu, trên cánh đồng, dưới cầu và dưới những tảng đá đều có thể là những nơi họ nghỉ ngơi và giảng đạo. Sau 9 giờ sáng mỗi ngày, họ sẽ phân thành từ nhóm 2 hoặc 3 người đi vào làng để hành khất theo đúng trật tự được sắp xếp. Thời gian không được quá sớm để tránh việc tham lam, nhận nhiều đồ bố thí, và cũng không nên quá muộn để tránh việc thiếu thực phẩm tươi mới khiến người tặng phải xấu hổ. Và mỗi ngày họ chỉ được ăn một bữa. Sau 12 giờ, các nhà sư sẽ không được ăn và họ cũng không thể nhận đồ ăn nữa, chỉ có thể uống nước lọc thay bữa. Các nhà sư trên đường đi sẽ gặp được rất nhiều tình huống khác nhau. Họ có thể gặp được người giàu hoặc người nghèo, có khi xin được thức ăn và cũng có khi không có gì cả. Tuy nhiên, bất kể có thức ăn hay không, các nhà sư vẫn sẽ đối xử với mọi người với tấm lòng bình thản mà không buồn phiền hay thất vọng. Vì bát rỗng và không có thức ăn, có nghĩa là tất cả chúng sinh đã không còn lo lắng. Không dùng thức ăn thì họ sẽ xem đây là sự rèn luyện để thay đổi về mặt nội tâm. Trên thực tế, đó cũng là cách giúp các nhà sư này thực hành tu tập. Trong quá trình hành khất, họ không quan tâm đến sự giàu nghèo của người cho và chất lượng của món ăn, không khen nhà sạch hay chê nhà bừa bộn, không tham ăn ngon và không xem thường chúng sinh. Họ luôn đối xử bình đẳng với mỗi gia đình và chia đồ ăn cho mỗi người rất công bằng. Nếu có người đóng cửa hoặc trực tiếp từ chối, các nhà sư sẽ bình tĩnh quay người rời đi mà không một lời trách móc, cũng không cố tình làm người khác xấu hổ. Sau khi nhận thức ăn xong, họ không nói những lời cảm ơn mà chỉ chúc gia chủ như ý cát tường. Các nhà sư sẽ giữ khoảng cách, không nhìn trực tiếp vào mặt hay tay khi nhận đồ ăn, càng không có bất kỳ động tác tiếp xúc cơ thể nào. Khi gặp nữ thí chủ, họ sẽ lịch sự nhường đường cho những người này. Một cụ bà gần 90 tuổi biết được họ lặn lội đường xá xa xôi đến, ngay lập tức quay vào nhà lấy vài cái màn thầu. Đợi khi các nhà sư đi, bà lão đã không kìm được xúc động mà buông ngay chiếc gậy xuống, hai tay chắp lại không ngừng bái lạy, và trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Đời người có thể một lần gặp được nhà sư chân chính là một chuyện hiếm thấy, nên đây cũng được xem là một mối duyên gặp gỡ. Lúc các nhà sư hành khất, không thể nhận quá 3 bát đầy và không được đi quá 7 hộ gia đình. Nếu như một lần đi qua 7 nhà mà vẫn không xin được thức ăn, chứng tỏ Phật tính trong bản thân chưa sâu. Vậy nên hôm đó họ chỉ có thể uống nước và nhịn không dùng bữa.
Trong quá trình hành khất, nhà sư cần phải nhắc nhở các thí chủ rằng ngoài các loại thịt, trứng và các đồ ăn có cồn thì đồ ăn có chứa hành, gừng, tỏi, tỏi tây họ cũng không thể nhận, vì đó là những thứ có chất kích thích, không phù hợp với những người xuất gia theo con đường Phật giáo thành tịnh. Nếu lỡ lấy nhầm đồ ăn này thì cần phải đích thân trả lại cho thí chủ, chứ không được vứt đi. Trên đường hành hương, họ không chỉ hành khất mà còn có trách nhiệm giáo dục chúng sinh theo Phật Pháp. Họ khuyên và chỉ mọi người cách ăn chay. Điều này giúp gieo phước lành cho tất cả chúng sinh và giúp họ thoát khỏi nỗi đau bị tàn sát. Để thoát khỏi tâm sát hại, những thức ăn có hình dạng động vật và có mùi cũng không được ăn. Để không lỡ mất cơ hội được gặp các nhà sư, khi biết họ đến, một số gia chủ từ xa cũng sẽ đến đây bằng xe đạp để tặng đồ ăn của mình. Họ cũng không thể nhận gạo hoặc mì sống, vì theo quy định, các nhà sư không được nấu nướng. Hơn nữa, việc lấy thực phẩm sống sẽ bị nghi ngờ rằng họ có thể đem bán chúng đổi lấy tiền. Những nhà sư tại chùa Đại Bi đã cắt đứt mọi ham muốn trần tục vì một trái tim thuần khiết và sùng đạo tuyệt đối. Theo quy định, ngoài thực phẩm nấu chín thì rau và trái cây cũng được chấp nhận. Trên đường đi, có một gia đình trồng cây táo tàu đã nhiệt tình yêu cầu các nhà sư có thể hái bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, họ lại đứng im vì không được phép tự ý lấy đồ ăn, cũng không được phép nhiệt tình lao về phía trước trong khi nhận đồ ăn. Người chủ không còn cách nào khác, đành phải tự tay nhét đầy thức ăn vào một cái túi lớn đưa cho họ và tiễn họ rời đi. Một người thợ than sau khi làm việc xong đã lấy tiền đuổi theo họ, muốn cúng dường để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Nhưng các nhà sư đã từ chối. Hình ảnh các nhà sư đi lại trên đường khất thực đã thu hút sự chú ý của dân làng. Một ông lão với bộ râu quai nón, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kích động mà tự nói với mình rằng thật may mắn khi mình vẫn còn sống, nếu không sẽ không được nhìn thấy họ. Trong cuộc hành trình tiếp theo, họ đã đến hành hương tại một ngôi làng. Ở đây, một ông lão ăn mặc giản dị vì không có thức ăn, nên ông nhanh chóng lục túi và tìm thấy một tờ nhân dân tệ. Nhưng các nhà sư đã từ chối và nói rằng họ chỉ cần chút đồ ăn có thể ăn được. Nhìn thấy cảnh tượng này, một ông lão đang ngồi bên cạnh không khỏi thở dài. Bởi đây là lần đầu tiên trong đời ông nhìn thấy tu sĩ không cần tiền. Ông nhận ra rằng đây mới chính là những người xuất gia tu hành thực sự. Một lúc sau, ông lão lúc nãy mang màn thầu ở nhà đi ra. Mặc dù những chiếc màn thầu này cộng lại có giá trị hơn một nhân dân tệ, nhưng điều ông nhận lại được là những thứ không thể đo lường được bằng giá trị của đồng tiền. Sau khi đưa màn thầu cho những nhà sư, ông lão vui đến mức không giấu được sự hân hoan trên gương mặt. Khi các nhà sư chuẩn bị rời đi, một ông lão chống gậy đi bên đường nhanh chóng kêu họ dừng lại và theo ông về để lấy đồ ăn ở nhà. Mọi người cùng theo chân ông. Ông lão run rẩy, chống gậy chậm chạp, bước từng bước khó khăn về nhà. Nhà sư cũng chậm bước đi theo. Chưa bước vào cổng, ông đã nói to nhờ vợ mình trong nhà mang cho ông hai cái màn thầu. Không ngờ vợ ông lại lập tức từ chối, thậm chí còn cho rằng họ là lừa đảo. Có lẽ là do đã từng bị lừa trước đó nên bà có vẻ rất đề phòng. Tuy nhiên, sau khi được ông lão giải thích, bà đã trả lời với giọng điệu dịu dàng hơn, đưa màn thầu cho nhà sư và không quên dặn họ hâm nóng lại. Nhà sư rất bình tĩnh và không hề tỏ ra khó chịu khi bị nghi ngờ là lừa đảo. Một ông lão khác ở đầu làng, sau một hồi quan sát, cũng lấy trong nhà ra một vài miếng bún hấp để đưa cho những nhà sư khất thực. Tuy số bún hấp này đã khô và hơi cứng, nhưng nó cũng là toàn bộ bữa trưa của ông. Sau khi hành khất, nhà sư sẽ mang đồ được bố thí để chia đều cho mỗi người. Hành động này thể hiện tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Khi ăn xong, họ cũng sẽ để lại một ít thức ăn sạch cho những người khác có nhu cầu. Trên đường đi, ngoại trừ dân làng, họ cũng sẽ gặp một số ông chủ lớn lái xe. Một người đứng lại và đưa cho những nhà sư 100 nhân dân tệ. Tuy nhiên họ nhất quyết không nhận và giảng giải cho người này hiểu rằng quy tắc tu hành của họ là không được động vào tiền. Mặc cho ông chú giải thích rằng bản thân mình chỉ là làm chút công đức. Lần đầu tiên gặp nhà sư không xin tiền khiến người đàn ông có vẻ hơi khó tin. Tuy nhiên anh cũng nhanh chóng nhờ vợ tìm một ít thức ăn cho những nhà sư này. Đôi vợ chồng chợt nhận ra đây là những vị tu sĩ đến từ chùa Đại Bi. Các nhà sư đến từ chùa Đại Bi thực sự không được phép nhận tiền. Đồng thời,
họ cũng không thể để tiền chạm vào cơ thể mình. Mặc cho con người thế tục bị ràng buộc bởi tiền bạc và lợi ích, các nhà sư cố gắng hết sức để tuân theo đạo đức và nguyên tắc của mình. Quy tắc không dục không cầu này thật sự vượt ra ngoài ranh giới cá nhân, khiến cho mọi người đều kính trọng. Đối với các nhà sư, cho dù đó là bữa ăn ngon từ người giàu hay người nghèo, thức ăn thừa hay ôi thiêu, họ cũng sẽ không hề phân biệt. Dù đồ ăn có rơi xuống đất, họ cũng sẽ nhặt lên và bỏ vào túi vải. Lúc đầu, một ông lão thấy họ vội vàng xua tay đuổi đi và tỏ thái độ đầy cảnh giác. Nhưng sau khi thấy hàng xóm hào phóng bưng ra hai bát cơm lớn, ông vội vàng gọi các nhà sư quay lại và về nhà bưng đến một bát cơm đậu lớn hơn. Sau khi tặng bát cơm, ông liền hỏi các nhà sư xem họ có quà lưu niệm hay pháp khí nào cho ông không. Theo quy định, trong quá trình hành khất, các nhà sư không được phép mang theo pháp khí để tránh tâm lý buôn bán, làm kinh doanh. Các nhà sư không được buôn bán, nhưng họ có thể tặng kinh Phật và đĩa CD cho các ân nhân dưới hình thức kết duyên. Bởi vì hầu hết mọi người hiếm khi gặp những nhà sư như họ. Những người không muốn tiền mà chỉ muốn xin thức ăn và đồ thừa, nên tinh thần Phật giáo này khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Trên quãng đường đi, những nhà sư lại gặp một thanh niên. Anh vội vàng lấy tiền trong túi ra và kính cẩn đưa bằng cả hai tay, nhưng nói cách nào họ cũng không chịu nhận. Vậy nên anh vội vàng chạy đi mua hoa quả rồi đuổi theo, nhưng đã quá 12 giờ. Theo quy định, các nhà sư không còn nhận đồ ăn nữa. Người đàn ông không nản lòng, quay lại mua vài chai nước, nhưng các nhà sư từ chối tất cả đồ uống khác, trừ nước khoáng. Khi chuẩn bị rời làng, một số ông chủ đã đuổi theo và bày tỏ tấm lòng muốn dùng tiền bố thí, mong nhận được phước lành, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý từ những nhà sư này. Trên đường cũng có một người phụ nữ thấy nhà sư không chịu nhận tiền nên lo lắng đến mức sắp khóc, bởi vì trên người bà chẳng có gì ngoài tiền. Người phụ nữ này đã đi theo một đoạn đường rất dài, mặc cho họ đã từ chối hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, các nhà sư đánh đưa cho bà một đĩa CD về kinh Phật để kết duyên. Lúc này bà mới có thể buông bỏ nỗi ám ảnh về việc dùng tiền để bố thí. Đôi mắt bà rưng rưng, hai tay chắp vào nhau và im lặng nhìn các nhà sư rời đi. Hành trình của họ đã được ghi lại bằng bộ phim tài liệu tạm dịch là Con đường cổ dẫn đến giác ngộ, được phát hành vào năm 2011. Đây là bộ phim tài liệu Phật giáo tại Trung Quốc, ghi lại quá trình hành khất của các nhà sư với độ dài 5 giờ 50 phút, được chia thành 13 tập. Nội dung kể về hành trình các nhà sư đi hành khất và truyền bá tinh thần Phật giáo. Qua đó, giải thích những lợi ích và khó khăn khác nhau bằng ngôn ngữ đơn giản trong cuộc sống. Đồng thời, bộ phim tài liệu này còn thể hiện vẻ đẹp và giới luật của nhà sư, dùng để giúp đỡ thế gian dần dần tiến đến cảnh giới tự giải thoát và thanh lọc lòng người. Trong suốt quá trình xem phim, mọi người sẽ cảm nhận được sự thần kỳ và sức mạnh tinh tế vì tấm lòng bình thường của những nhà sư không trọng vật chất mà cảm thấy thích thú. Họ không vì bản thân mà cảm thấy đau lòng, một lòng tận tâm cứu độ chúng sinh. Ngoài ra, người xem còn vì lòng tốt rộng lượng của các thí chủ, vì trái tim luôn luôn đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu mà cảm thấy tâm hồn được thanh lọc. Đức Phật dạy rằng có 8 nỗi khổ ở đời, đó là sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạch. Mọi sự đau khổ của thế giới hầu hết đều bắt nguồn từ đây. Mọi rắc rối trong cuộc sống chẳng qua là do những ham muốn không được thỏa mãn về danh vọng, của cải, sức khỏe, tình yêu, tình bạn, gia đình, tự do, vân vân. Một ngày nào đó khi dục vọng của con người không được lấp đầy, chúng ta hãy học cách buông bỏ lòng tham, sự sân si và học cách dung hòa với mọi hối tiếc trong cuộc sống. Có lẽ đây là một trong những bài học làm người. Bồ đề không phải là cây, không phải là gương, không phải dài, chẳng phải là gì cả, giống như lời Phật dạy. Vạn vật như cái bóng của giấc mộng huyền ảo, những thứ liên quan cũng chỉ là hư vô. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.